Hiện tại mình vừa sửa xong một sản phẩm Lysicon mới 300. Em này thì dính lỗi bị nó lỗi về phần effect của máy nhá. Tức là bật lên là chạy có ra effect nhưng mà tiếng effect nó bị méo, run. Bị run méo tiếng effect nhá. Thì hiện tại là đã xử lý và máy đã chạy ổn định rồi. Mình test đầu video nghe tiếng rất là mượt. Đây là một trong những căn bệnh đặc trưng cũng rất hay gặp trên cái dòng này. Ngoài ra thì nó có thể gặp phải những lỗi như là treo logo đến Lysicon này. Treo logo Lysicon trước đèn USB và sau đó bây giờ chuyển sang báo lỗi này, hoặc là treo nguyên logo Lysicon thôi, bật lên treo logo luôn này. Các lỗi lên bình thường nhưng mà mất tiếng này, rồi sôi tiếng này, rồi thì mất kênh tiếng này, rồi thì lệch vế này, xanh màn này. Xanh màn sẽ có dạng là xanh màn tiếng vẫn có và xanh màn nhưng mất tiếng này, lỗi lổ tiếng này. Đó. Đối với các cái hiện tượng đó thì là những cái van bệnh mà bên mình thường xuyên tiếp xúc trên cái dòng này hoàn toàn có thể xử lý được nhá. Về toàn bộ cái công nghệ cũng như là các linh kiện thay thế trên cái con máy này thì mình luôn luôn có sẵn, nên là các cái máy lỗi tiếp nhận về xử lý hiện trường rất là nhanh. Mọi người cần tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các lỗi trên dòng Lysicon MX 300, tất cả các bản hàng bãi, hàng mới, hàng Mỹ, hàng Trung Quốc thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số máy là 0979486089 hoặc là 0868599649 để gặp trực tiếp ủy viên để tư vấn nhé. Và những ai chưa đăng ký kênh thì mọi người có thể vào đăng ký kênh, cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông báo để theo dõi kênh hàng ngày. Mình sẽ liên tục cập nhật các video về sửa chữa các lỗi trên cái dòng máy này trên kênh để cho mọi người tham khảo nhé. Cái quan trọng là về cái công nghệ đã làm chung, linh kiện có sẵn, máy lỗi tiếp nhận rất là nhanh. Mọi người chú ý nha, văn bệnh đặc trưng sẽ là treo logo, sôi tiếng, mất tiếng và run máy effect nhé. Và các bạn thường gặp nhất. Thì mọi người, những ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày. Cảm ơn mọi người đã xem video.